Nói chứ phụ nữ người ta không cần gì cả, chỉ cần một người biết quan tâm, chia sẻ và quan trọng là thành thật với nhau. Nói vậy thôi chứ mấy cô cứ nói em chỉ cần thành thật chia sẻ, về ta thành thật chia sẻ nói tôi cần tiền nữa, tôi cần tiền nữa. Nhưng mà phụ nữ có một chút xíu đàn ông trong người rất hay, họ mạnh mẽ, họ tự lập được. Dạ cái đó em chấp nhận. Ờ à. À, đối diện có cái hàng rào tình yêu thôi, chút xíu hàng rào tình yêu sẽ mở ra, mình nói lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, em kính chào anh Quyền Linh, chào em, chị Ngọc Lan và chào bạn nữ bên em. kia ạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Huỳnh Thiên, năm nay 30 tuổi. Em đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. Bình Thuận giờ Thiên đang làm đâu? Dạ hiện tại em đang làm công tác ở Bến Tre, thành phố Bến Tre. Em làm công tác an toàn lao động. Nhưng mình quê Bình Thuận, mình làm Bến Tre, mình ở Bến Tre với ai? Dạ em ở chung với công ty. À công ty luôn hả? Dạ. Rồi, nhưng mà mời nhà gái. Dạ, đầu tiên em xin kính chào anh Nguyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn bên kia, Chào chào quý vị em. khán giả. Em tên là Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 91, quê ở Cà Mau, hiện tại làm việc ở thành phố Cà Mau. Em làm công việc gì? À, em làm nhân viên kế toán cho công ty Ton và tư vấn viên bảo hiểm. Coi như là hai bạn ở miền Tây luôn đó. Rồi, em trước thì em cũng có đăng ký chương trình này 5 năm trước. Thôi. Nhưng mà có một sự cố là em không đến ghi hình được. Tất cả nó đều là duyên số hết. Dạ. Ông trời sắp đặt em ngày hôm nay phải ở đây để gặp bạn trai bên kia. Cái bạn hôm trước mà thế chỗ em đó, giờ ta có hai con rồi đó em. Giờ ta có hai con rồi đó em. Dạ. Nhưng mà không phải duyên số của bạn ấy. Thì đúng rồi. Thôi, hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ nói liền với cái duyên 5 năm trước nha. Dạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể làm được công việc nhà. Từ nhỏ đến giờ là em cũng không có vướng vào những cái tật xấu của xã hội như không chơi bời rồi đàn đúm nhậu nhẹt á, em không hút thuốc luôn. Có đàn đúng không? Dạ không. Có đàn không? Dạ có, đàn đàn thì em biết chơi nhạc cụ được. À có đàn, có đúng không? Dạ không. Không không. Có tật xấu gì không Thiên? Dạ thì bên cạnh đó thì cũng sinh ra nhược điểm như là em nhút nhát về vấn đề giao tiếp. Ví dụ em nhậu nhẹt rồi mời ly mời bi đó là em rất là kém vấn đề đó. Hoặc là em nói năng không được lưu loát. Rồi, mà nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm nào. Ưu điểm của em á thì rất là vui vẻ, hòa đồng, có thể biết nấu ăn, quan tâm người khác. Rồi nhược điểm của em thì tính em hay thẳng á, nên dễ hay bị mất lòng người khác. Do công việc em nhiều quá nên không có thời gian để hẹn hò. Là từ xưa giờ chưa mối tình nào hết. Dạ em có hai mối tình nhưng mà cũng đã trải qua rất là nhiều năm rồi. Một mối thì 7 năm, còn một mối cũng 2-3 năm nay nên em cũng hơi khó tìm được một người để cho mình chia sẻ. Tức là em quen một mối tình 7 năm luôn đó hả? Thời gian 7 năm nhưng mà tại vì em quen khoảng 1 năm mà cũng dự định là cưới. Nhưng mà tại cũng không hợp với gia đình bên đàn trai á. Em trai mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình. Dài không? Dạ cũng ngắn. Mối tình đầu tiên của em thì khi mà em học ra trường xong rồi thì em đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ xong rồi thì em sẽ đi vào Sài Gòn làm, thì em cũng có quen một bạn. Mấy năm? Dạ em quen được cũng gần 2 năm. Do em cũng vừa mới lập nghiệp á, và bạn đó cũng vừa học năm cuối đấy, đại học á, mà hai người không có tiến tới được bởi vì em cũng chưa có chững chạc lắm. Chưa có sự nghiệp đúng không? Dạ chưa có sự nghiệp. Ừ. Giờ có sự nghiệp chưa? Thì có rồi ạ. Bây giờ nhà trai xin hỏi nhà gái là mình muốn có một mẫu hình lý tưởng một người chồng như thế nào? À, một người biết quan tâm, chia sẻ, có công việc ổn định, một người có đạo đức tốt, một người con có hiếu trong gia đình. Đủ rồi, vậy là đủ luôn rồi. Muốn cao, thấp, Hai mập người đó luôn. phải cao khoảng 1m6 trở Để lên. chị Lan qua. Dư. Dạ. Không, Cao thì dư chào rồi đó. nhà trai. Trời ơi em ơi, ngon lành. Có cái gì mà em không thích ở đàn ông? Không hút thuốc. Rồi gì nữa? Uống rượu thì ít thôi, nhưng có thể là người nó thật thà một chút, ít nói dối cho em. Rồi, chị Lan qua, chị Lan hỏi, có hút thuốc không? Không. Dạ không. Thật thà không? Em là người chân thành, em thích mỗi người bạn gái chân thành thì em cũng sẽ như vậy để với bạn gái. Nói chứ phụ nữ người ta không cần gì cả, chỉ cần một người biết quan tâm, chia sẻ và quan trọng là thành thật với nhau. Nói vậy thôi chứ mấy cô cứ nói em chỉ cần thành thật chia sẻ, về ta thành thật chia sẻ nói tôi cần tiền nữa, Tôi cần tiền nữa. Thì đi làm có nhiều tiền thành thật khai báo người ta.
đi làm 10 đồng mà về khai có 2 đồng mà biết sao ta, người ta phải làm 10 đồng, đưa 10 đồng đó. Thành thật là vậy. Đưa 10 đồng nó chưa đủ tôi son phấn nữa. Sao những yêu cầu của nhà gái em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? À, nếu mà yêu cầu của nhà gái vậy em thể đáp ứng được cỡ 80-90%. Giỏi, vậy là được rồi. Thế thì còn ở phía bản thân em cần một người con gái như thế nào nè? Dạ, em cũng suy nghĩ với bạn gái là em cần một người chân thành với em, thật thà với em. Có thể là làm được công việc nhà, cái để họ chia sẻ lẫn nhau. Em thì giỏi công việc nhà thì em có thể giúp đỡ được phụ nữ. Giỏi gì nữa không? Đừng có tính cách đàn ông quá. Đừng có đàn ông quá là sao? Em không thích phụ nữ mà xã giao nhiều, rượu bia rồi là em không thích. Thì nói chung là phụ nữ thì nhậu nhẹt suốt ngày thì cũng không tốt. Yeah. Giao thiệp bên ngoài nhiều quá thì nó cũng có những cái mặt hạn chế, cũng không tốt lắm. Nhưng mà phụ nữ có một chút xíu đàn ông trong người rất hay. Họ mạnh mẽ, họ tự lập được. Dạ, cái đó em chấp nhận. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với người thân để cho nó rõ hơn. Nhà gái đi với ai? Dạ, em lên có một mình. Để cho chị Lan lo. Nhà trai chị Lan thấy được lắm, ngon lắm. Dạ. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với anh hai của em ạ. À, vậy hả? Dạ, chào nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan với các bạn trong khán phòng ngày hôm nay. Chào em. Dạ. Em là Thông, em là anh trai của Thiên. Anh ruột hả anh hả? Dạ, anh ruột. Dạ. Em theo Thiên từ nhỏ tới giờ, hai anh em cũng vô trong Sài Gòn học, rồi bây giờ Thiên có công việc thì Thiên cũng hay đi đây đó theo công trình đó. Nhưng bây giờ thì lâu lâu thì anh em gặp nhau một lần. Tính Thiên rất là tự lập, rồi ở nhà thì rất là ngoan, rất là thương mẹ. Anh thấy nhà gái của em sao anh? Nhà gái thì em thấy bạn hiền, dễ thương, có vẻ là hợp với tính của Thiên. Em cảm ơn anh. Trời, cảm ơn nhà trai. Bây giờ thôi mở rào cho hai bạn tiếp xúc nhau đi. Mở rào. Trời mày dễ thương. Hiền lắm. Chuyện còn lại là của Thiên đó. Rất vui gặp em. Hôm nay thì anh có món quà tặng. Ngọc cảm ơn anh. Tại vì Ngọc đi xa quá, vội quá, không có chuẩn bị quà cho không anh kịp. Anh thông cảm với em. Sao hai bạn nhìn coi giống hình mẫu lý tưởng của mình? Anh nhìn Ngọc như thế nào? Đầu tiên thì anh thấy em là hiền dễ thương. Nãy anh nói không thích phụ nữ ngoại giao á, nhưng mà công việc của em á là hầu như là ngoại giao á. Nhưng mà em cũng biết chừng mực, không phải là nhậu hay là gì, nhưng mà công việc em là có thể đi sáng nhiều khuya. Anh có chấp nhận vậy được không? Nếu mà em bị công việc thì anh chấp nhận. Có chấp nhận là yêu xa hay không? Anh thì ở Phan Thiết, Bình Thuận, miền Trung, thì nếu mà em ở Cà Mau vậy thì còn cách xa nhưng mà anh vẫn chấp nhận được. Ví dụ anh sẽ sắp xếp tỷ là mình không gặp nhau thường xuyên hoặc nhiều thôi, nhưng mà anh vẫn có thể thời gian dành cho em. Ví dụ như anh hiện tại anh trong công tác ở Bến Tre thì anh có thể xin phép nghỉ 2 ngày hoặc 1 ngày đó, anh bắt xe về Cà Mau hoặc là anh chạy xe máy về anh thăm em được. Dạ, thì nói chung là em thì không quan niệm là yêu xa hay yêu gần, nhưng mà quan trọng là hai người có sự tin tưởng với nhau. Và anh có muốn làm rể Cà Mau không? Một nơi rất là xa nha. Bỏ rể? Không, nó không phải là bắt rể mà là có muốn làm rể không thôi. Vợ mình nha, người phụ nữ mình muốn ở đâu thì sẽ chỉ nhường nhịn bạn theo ý của bạn. À, dễ vậy đó. Dạ, nhưng mà gia đình anh có bắt buộc phải làm dâu không? Không, gia đình anh cũng dễ lắm. Nhưng mà anh là con mấy trong gia đình? Anh là con út trong gia đình. Bố mẹ có quan niệm là ở chung với con trai út không? Không. Em thì bình thường làm dâu thì em vẫn chấp nhận, miễn sao chỗ đó có công việc thuận tiện là em sẽ làm. Em sẵn sàng đổi công việc, chuyển công tác. Nhưng mà quan trọng là người cùng với mình đi đồng hành là phải hiểu mình, thông cảm mình. Gia đình anh có quan niệm về tuổi tác không, hay là nhỏ hơn hay lớn hơn không? Không, anh không. Bởi vì người yêu trước của anh cũng lớn tuổi hơn anh. Rồi, ví dụ như anh đi làm hay là đi đâu đó, công tác, ví dụ như em nhanh là thật sự mà tiến tới mà nó mùa quen á, mình tìm hiểu sau thì anh cứ nói với em là anh đi công tác, phải thông báo cho em được không? Được, cái vấn đề đó đơn giản mà. Anh vẫn thích vậy bởi vì người tụi ta làm như vậy có thể người ta quan tâm đến mình, nhớ đến mình. Thì anh, cũng... anh có ngại là phụ nữ là tối ngày lo kiếm tiền không? Thời gian để dành đi kiếm tiền không không? Anh nghĩ là kiếm tiền cũng tốt, nhưng mà phụ nữ cho dù yêu nhau được đến nữa thì mình vẫn dành tình cảm với hai người quan trọng nhất là vợ tình cảnh và vợ chồng. Tại em là một người con rất là có hiếu trong gia đình, nên em cũng muốn một người bạn của em sau này cũng coi xem mẹ em như là mẹ ruột. Mặc dù là mẹ em có sai hay là nói gì đó thì vẫn vui vẻ. Ví dụ vẫn vui vẻ và nhận khuyết điểm, mặc dù là mình không có. Em chỉ cần như vậy là được. Anh có làm được không? Anh tự tin là anh sẽ làm được. Dạ. Rồi giờ về nhà nè,
kinh tế ai giữ nè, con ai giữ nè, nhà cửa ai dọn nè, đó, phân công nhau luôn đi cho rõ ràng luôn đi. Em là phụ nữ thì anh sẽ ưu tiên quyền kinh tế tài chính cho em giữ. Anh có tin tưởng là đưa hết tài chính cho em giữ không? Nếu mà sao, nếu mà yêu em và anh, tự nhiên là anh sẽ tin tưởng em. Anh cần em là chân thành với anh và thật lòng với anh là đủ. Em rất là có sự minh bạch trong chuyện đó. Ví dụ như tiền chi như thế nào, chi làm như thế nào, em rất là rõ ràng. Anh đồng ý. Đó. Anh có muốn cùng em đi du lịch không? Có. Anh có thấy đòi hỏi của em có khó quá với anh không? À, không, bởi vì những cái đó anh có thể làm được. Làm được đúng không? Tại vì em hứa là những lời nói của anh trên chương trình nó sẽ ghi âm lại. Có ghi đó. Ghi hình luôn đó em, chứ không phải ghi âm đâu. Rồi anh quen em một thời gian rồi, khi nào để anh dắt em về nhà ra mắt gia đình chưa? Nếu mà em sẵn sàng về ra mắt gia đình anh thì lúc đó anh sẽ dẫn em về gia đình anh. Nếu mà em về gia đình anh chơi xong rồi gia đình anh cảm thấy con bé đó chắc không được đâu, con chia tay đi, rồi anh nghĩ như thế nào? Gia đình anh sẽ không có hành động như vậy, bởi vì gia đình anh sống anh hiểu. Chắc là dễ, cho dù có phản đối nữa thì cái đó là phụ thuộc vào anh. Rồi ví dụ như em về nhà anh, gia đình anh đồng ý, rồi anh có muốn là xuống gặp gia đình em không, gia đình của anh á? Có chứ, nếu mà anh được thì hai bên thì anh có thể dẫn mẹ anh về Cà Mau chơi thăm gia đình em. Nếu mà về nhà thì bao lâu nữa mình tiến tới xa hơn? Anh nghĩ là trong vòng 2 năm, hoặc là có tùy vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế, mà trong vòng 2 năm. Bây giờ là điều kiện kinh tế có thể đủ nuôi em chưa? Đủ nuôi em và một đứa con. Dạ. Còn nhưng mà đủ thôi chứ không, chưa có khá giả. Không, em chỉ cần đủ thôi chứ không, em không còn dư mà. Chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được rồi. Đủ. Anh thấy em có khó không? Ở nhà em nói em là rất là khó tính và khó chịu. Nói chung là rất là khó tính luôn á. Trong chuyện mà để tìm một người bạn á, anh có dám vượt qua cái nỗi khó của em không? Được. Em hy vọng anh sẽ làm được điều đó. Vì anh cũng là người cam chịu á. Cho dù em có mắng quát anh cái nào thì anh cũng ngồi lắng nghe. Rồi, em còn một câu hỏi cuối cùng nha. Ví dụ như anh quen em là em không muốn hỏi về quá khứ. Ví dụ anh hỏi em cũng trả lời, nhưng mà anh có ghen gì cái đó không? Ghen thì dĩ nhiên là anh, nếu mà anh biết là có khó cứu với ai thì anh cũng ghen hết. Nhưng mà anh có thể mình có hiểu được và thông cảm. Cái quan trọng là mình hiểu được và mình thông cảm. Giải cứu thằng bé đi. Anh còn 1000 câu hỏi nên em có trả lời hết không? Dạ. Tấn công tội nghiệp nó quá. Hỏi hỏi xanh mặt hết trơn rồi. Tôi bảo đảm hỏi 1000 câu nữa thì chàng trai tôi cũng ok hết. Đúng rồi, chàng trai này là quá hiền và quá dễ. Chịu hết luôn. Mà thậm chí cô này hỏi chưa chắc cô này nghe được cô anh này nói. Hỏi gì. Chưa kịp trả lời. Hỏi chưa kịp trả hai. Lời là bà hỏi câu thứ hai rồi. Tôi thấy chàng trai tôi là cứng đó, hỏi gì cũng trả lời chứ. Gì cũng ok chứ. Được quá đúng không? Thấy là nhà trai tôi sao? Dạ được. Được đúng không? Được quá được chứ. Thôi chương trình hỏi đáp đã hết, chúng ta tới chương trình văn nghệ. Em có thích nhạc không? Dạ thích. Anh thì thích nhạc cổ điển, anh thì không có thích nhạc trẻ. Nên anh cũng muốn người phụ nữ mình là hiểu mình và có thể cùng sở thích của mình. Tới đây thì em tặng bạn gái và tất cả mọi người trong đây một bản nhạc cổ điển mang tên Natalia. Thôi, Natalia. Wow. Chơi điểm nào không mọi người? Có không hỏi có chơi nào điểm không? Nào hết. Dạ thôi. Có hỏi thêm nữa không? Em có thích không ạ? Dạ có là thích, em cảm ơn anh đã tặng cho em bản nhạc. Bây giờ vậy đi, sau khi đàn hát xong, chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc nào. Mời em trai đứng dậy. Cho nắm tay được ha. Nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau.
cảm xúc khi nắm tay bạn gái thế nào? Thấy tay bạn lạnh. Lạnh. Về cảm xúc đó, cảm xúc trước cái lạnh như thế nào? Em thấy bạn run mà có thể là em hiểu được bạn trải qua nhiều cái tổn thương. Em cũng muốn vá lành những cái tổn thương đó không? Dạ muốn. Muốn hả? Dạ, bây giờ em thấy có thể là anh sẽ bù đắp cho em những cảm xúc, có những cái nỗi buồn, có vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì em cứ đi hàng anh thì anh sẽ ở bên cạnh em đó. Em hy vọng là điều đó sẽ có thành hiện thực. Rồi trở về vị trí các bạn. Hãy đưa ra quyết định chính chắn của mình. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy trân trọng giây phút này. Hãy hỏi ít lại chút xíu. Hãy giao lưu tình cảm là chính. Hãy nhìn bằng ánh mắt. Hãy hiểu từ trái tim đến trái tim nha. Dạ. Anh nghĩ rằng với chàng trai này thì đủ để chúng ta có lòng tin với những sự chân thành của anh ấy. Một nụ hôn đầu tiên nào. Nhà trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em xin chào anh Nguyễn Linh. Xin chào em. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Xin chào bạn gái và cùng toàn thể các vị khách quan có mặt ở phim trường ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ em tên là Lê Thất Trùng Dương. Năm nay em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung Khánh Hòa. Em đang làm ở đâu? Làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm việc ở Thuận An Bình Dương. Đang làm công việc gì Lê Thất Trùng Dương? Dạ em làm nhân viên văn phòng của công ty giày da Thái Bình. Bữa nào coi tặng anh mấy đôi. Trời ơi xinh thỏ quá trời của đất à. Vô mới làm quen xinh liền chứ. Ừ. Rồi mình nghe về phần giới thiệu của cô gái nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Huỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả ở đây. Em tên là My, em 27 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Hiện tại em làm lý phát triển kinh doanh trong một công ty đa quốc gia. Em làm việc từ xa. À vậy. Ghê 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 chưa? Nhà gái làm công ty đa quốc gia luôn đó. Là nói được nhiều thứ tiếng lắm á. Đúng rồi, phải không My? Em chỉ nói tiếng Anh. Em có ưu điểm khuyết điểm gì mà nói lớn cho nhà gái nghe đi. Dạ về phần ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng. Hòa đồng. Rất là vui vẻ với lại anh em bạn bè. Em thì không thích gia trưởng. Dạ. Gì nữa? Dạ rồi em thích tham gia các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ hoặc là thể dục thể thao. Và cái điểm ưu tiên mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Dạ. Cứ đi chợ về là có món gì là em biết nấu món đó. Hay quá, thấy chưa? Thấy nhà trai tôi ghê, ghê dữ chưa? Mình là có khuyết điểm gì không Trùng Dương? Dạ có, em hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ, ngày cũng không hết nữa. Quá nhiều ưu điểm nhưng cái khuyết điểm nó hơi nặng xíu. Dạ. Bỏ bớt bớt, thật ra lo sức khỏe cho em thôi. Ha. Dạ. Không lâu lâu làm điếu hoa điếu cũng được nhưng đừng hút nhiều quá. Còn khuyết điểm gì nữa? Dạ có hình xăm. Ở đâu? Ở đâu kệ người ta. Xăm ở đâu? Được không? Dạ em xăm tay. Đừng có xăm chữ hận đời là được rồi. Dạ không có. Xăm chữ yêu đời thì không sao hết đâu. Cái khuyết điểm thứ ba của em là cũng là đã qua một lần lầm lỡ thì em mới buồn em mới đi xăm. Nặng không? Dạ nặng. Nặng hả? Dạ. Trời, nhưng quan trọng ta nhận ra mình sai, mình sửa là nó tốt. Nhưng mà có con chưa? Dạ có một đứa con gái. Lớn chưa? Dạ năm nay 11 tuổi. 11 tuổi? Wow. Trời, cứ vợ sớm như trời. Cứ vợ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em hoàn thành nghĩa vụ xong là 19 tuổi, em ra quân là 20. 20 lấy vợ luôn? Dạ. Trời ơi, lấy vợ hôm nay con 11 tuổi. Con nó lớn bằng con tôi luôn rồi. Thấy chưa, tao nói lấy vợ sớm làm gì đời lời ru thêm buồn. Cố gắng nha chứ người hết chỗ xăm rồi. Nhà gái nghe chưa? À chào. Dạ, cô gái xinh dạ, đẹp. Chào chú Linh. Mình thấy một người đàn ông lầm lỡ người ta đã nhận ra mình có tha thứ không? Dạ là có. Có đúng không? Dạ, dạ tại vì con cũng từng như vậy. Cũng lầm lỡ luôn hả? Có dạ. Xăm nào đâu không? Có, đây có, tôi thấy liền luôn. Thấy là nhiều hình xăm lắm.
nhưng mà không phải là lầm lỡ mà đi sâu, nhưng mà ý là lầm lỡ nhưng mà sau đó là rút kinh nghiệm xong rồi trưởng thành hơn, nên là suy nghĩ chín chắn hơn, rồi xong đó mình sẽ cẩn trọng hơn cho những mối quan hệ tiếp theo. Nhưng mà xăm nhẹ nhẹ thôi ha, người ta xăm dễ thương chết, xăm dễ thương chứ gì vậy. Dạ đây là cung sư tử, cung của con ý. Chị cũng cung sư tử á, thì sao bà không xăm đi bà hai, xăm chỗ khác thôi. Thấy chưa, cái đó là xăm nặng rồi. Mình là làm lỡ lần, tức là qua chuyến đò đó hả? Dạ rồi. Có con chưa? Dạ, con 5 tuổi. Bên kia 11. Bên này con trai hay gái? Dạ, con trai. Ok, rồi. Bây giờ mình muốn có một người chồng tương lai thế nào? Mẫu người đàn ông mong muốn con là phải đàn ông chín chắn, trưởng thành. Chín chắn, trưởng thành, một mẫu hình của người đàn ông tương lai. Dạ, ngoại hình thì tương đối là được, cao có thể là 1m7. Ừ, đúng không? 1m7 không Gưng? Dạ, 1m74. 74, trời ơi. Dư xăng. Rồi sao nữa, muốn mập hay muốn ốm? Không mập cũng không ốm, bình thường. Bình thường, roi roi vậy chứ. Có cái điểm nào không thích ở đàn ông? Dạ, tức là hút cú, bia rượu với lại lăng nhăng này kia là không. Dạ, mà nói với anh gái nè. Nói chung đàn ông cũng hay hút thuốc chút xíu, nhưng quan trọng đừng hút nhiều quá thôi. À. Dạ. Nhưng mà con ngửi cái mùi thuốc là không chịu được. Nếu mà người yêu mình ngửi mùi thuốc không chịu được á thì mình nên bỏ luôn. Được không? Bỏ được không? Có lý do đó. Dạ được. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi mình ạ. Rồi, rồi có chị Lan lo. Trùng Dương đi với ai? Dạ em đi với em họ với lại hai anh cùng phòng với em. Lời đầu tiên xin chào hai MC dí dỏm và dễ thương của chương trình. Chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Rồi nhà trai thấy cô gái của chúng ta như thế nào ạ? Theo cái nhìn ngoại quan thì em thấy nhìn dễ thương, có vẻ phù hợp với bạn Dương. Nhìn phía bên ngoài thôi, còn thực tế ra tí nữa khi mà gặp mặt á, Dương có thể hỏi đánh giá cái bên trong, rồi nếu mà thấy mà hợp thì nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Chắc khả năng hợp cũng 80% rồi. Hy vọng là Tết năm nay là hai đứa sẽ được nắm tay hẹn hò. Coi như là hai đứa có thể về quê thăm bên nội bên ngoại được ha. Mình mở rào cho hai mình gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu tới nhiệm vụ của em nhé, Trùng Dương. Dạ. Yeah. Em có làm bánh dưới em tự làm cho em. Cảm ơn em nha. Nói trước đi, em cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm thấy em như thế nào? Dạ em thấy anh cũng được. Dạ cũng dễ thương. Em cũng dễ thương. Em quê ở Sài Gòn thôi. Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn. Dạ. Nãy người ta nói bánh ta tự làm đó, là mở ra ăn thử đi. Tấm lòng của người ta mà. Ăn thử cái còn nhiêu để tôi cũng được. Ủa, hết xin dài rồi giờ tới xin bánh. Lâu lâu mới có dịp xin mà. Này em mời anh Việt Linh cùng thấy chưa? Nước với em nha. Tôi không nói nó cũng mời mà. Tính ra anh này khéo léo lắm nè. Gia chủ làm cái trước thì còn nhiêu để tài hạ. Gia chủ làm cái trước thì còn nhiêu để tài hạ. Gia chủ làm trước cái đi chủ. Để em xin mà em dùng trước nha. Nói về mình cầm cái hũ đi luôn ta. Nói về mình cầm cái hũ đi luôn ta. Sao thấy ngon không? Ngon không? Dạ mùi vị bánh rất thơm mà cái nhân cũng rất là ngọt ngào. Dạ. Thì em mời anh Việt Linh nha. Rồi cảm ơn. Trời như đó thôi. Hai đứa nói chuyện đi. Em muốn hỏi là định hướng tương lai của anh thế nào? Năm sau sẽ làm gì hay là có kế hoạch gì chưa? Anh thì cái công việc chính của anh á là chuyên về mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Là hồi trước ở quê thì anh là làm quản lý bar, cà phê. Nhưng mà sau cái thời gian dịch thì anh mới chuyển vào trong này anh làm. Thì hiện tại thì anh là từ người khổ đi lên. Cho nên là bất kỳ công việc nào anh cũng làm được hết. Không phải là
dù cho cái môi trường giống như thế nào anh cũng thích nghi được hết. Cái nghề nghiệp của anh thì vững về cái mảng là dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Cái định hướng của anh thì sang năm thì anh về quê, về Nha Trang. Em cho anh hỏi một câu là trường hợp mà mình có thể đi tiến tới xa hơn nữa, đi tiến tới hôn nhân thì em có thể là em đi cùng anh về miền Trung ở được hay không? Dạ, công việc của em thì làm từ xa hơn nên là em có thể làm ở đâu cũng được. Nhưng mà do là hiện tại là con em muốn đi học ở Sài Gòn nên là em chưa có sẵn sàng để em đi ra ngoài miền Trung. Nếu như mà mình đi tới hôn nhân được thì có thể chuyển khẩu con về đó được mà. Dạ, thường người ta chỉ có chuyển vào Sài Gòn chứ không phải chuyển từ Sài Gòn đi ra. Nếu mà có thể tiến tới hẹn hò hay hôn nhân thì anh có thể bỏ thuốc được không? Được, tại vì bây giờ hiện tại bây giờ thì má gì rồi cũng hay khuyên bỏ thuốc đó. Ngoài thuốc ra thì mình còn có nhậu nhẹt hay là đi chơi đêm này kia? Nhậu thì anh cũng biết nhậu, nhưng mà anh chỉ nhậu đúng lúc và đúng cái trường hợp anh nhậu thôi. Những trường hợp bắt buộc anh phải đi thì anh vẫn nhậu nhậu được, nhưng mà anh cái sở thích của trường của anh là không có nhậu, không thích nhậu. Em có nghe nãy anh nói là thích nấu ăn, là anh biết nấu ăn? Anh biết. Dạ. Em cũng làm được mọi món luôn. Em biết nấu ăn, làm bánh, nói chung là em cái gì em cũng làm được. Em cũng giống anh là em cũng đi từ khó khăn đi lên, em cũng tự lập từ bé nên là có thể là chúng ta có thể đồng cảm, chia sẻ và cảm thông với nhau được trong vấn đề đó. Nghề nào cũng vậy, quan trọng chúng ta yêu thương nhau thôi. Về đứa làm bánh, đứa nấu ăn, ngon lành luôn. Trời ơi, hết cái hộp luôn. Không, ngon. Bánh rất là ngon. Hai bạn này rất là hợp với nhau. Khoảng bao lâu mình có thể bước tới được nếu chúng ta tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu nữa thì em có thể sẵn sàng đón nhận được cuộc hôn nhân của mình? Dạ chắc cũng phải 3 đến 5 nữa. Chị giữ vậy em. Dạ tại vì em đang muốn tập trung sự nghiệp trước, nhưng mà trong thời gian này thì có thể tìm hiểu được. Chúng ta hãy sát gần lại nhau, đưa hai cái tay bên kia đây, nhìn thẳng mắt vào nhau để cái thời gian nó giảm chút xíu. Cảm giác nãy giờ mình nói chuyện với cô gái kế bên mình thấy thế nào? Hãy Trùng Dương nói cho cô ấy biết đi. Em có thể thay đổi được cái mốc thời gian mà mình tìm hiểu được không? Mục đích em đến đây là em muốn thật sự là kiếm một người bạn đời tri kỷ, có thể cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu với em. Với lại cái thời gian này là cũng như là em muốn tìm hiểu thật kỹ trước khi mà tiến tới cái quyết định đó là hôn nhân. Thì cái thời gian này em cũng vừa muốn là tập trung sự nghiệp mà vừa muốn dành thời gian tìm hiểu một người. Hát bài chinh phục bạn gái đi. Nắm tay Y Nguyên nha, nhìn nhau mà hát. Và anh thầm ướt sông chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui. Tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ướt sông chiếc gối được em ôm trong giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể mãi miễn mãi bên em người ơi. Nhắm mắt lại, cảm nhận xem trong thời gian qua, tuy ngắn nhưng các bạn đã có một chút gì đó rung động từ trái tim của mình hay chưa? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao vậy? Tại vì em thấy đối phương có vẻ như là không có chí hướng cùng em cảm nhận được điều đó. Nhờ gái. Dạ, tại vì em thấy anh nhà nhà trai không phải cái đối tượng mà em mong muốn. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó. Chào tất cả các bạn khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Vũ Bảo. Ôi,
Nghe dữ nha. Em sinh năm 97. Phạm Vũ Bảo hả? Dạ. Tại vì ngày xưa má em sinh ra em trong cơn bão. Thì lúc đó hỏi là đặt tên gì? Thì đẻ ra trong bão thì đặt tên Bảo đi. Cho nên em có tên là Vũ Bảo. Công việc hiện tại của em thì em đang làm nhân viên quản lý cho một cái kho của công ty xuất nhập khẩu. Thì song song đó thì em cũng có làm thêm một job nữa là em làm chủ nhiệm sản xuất cho các đoàn phim. Rồi, giỏi vậy ta? Dạ. Được rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy là cùng ngày rồi đó. Dạ. Ba nhà gái. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên, năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ. Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ, em đi chuyến 5 giờ sáng đó chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Thấy thương không? Ừ. Bây giờ thì mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em. Về cái ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui tính, nói nhiều, nhưng mà nấu ăn ngon. Và đặc biệt là em rất là cưng chiều bạn gái và rất là chung tình. Được. Còn về khuyết điểm thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích. Đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Em hút nói chung cũng không nhiều nhưng cũng không ít anh ạ. À. Ngày mấy gói? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu. Có khi mà em thức đêm hay đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Thật ra này cái cá nhân của mỗi người mình không dám can thiệp nhưng mà theo anh thì nên bỏ từ từ đi. Dạ. 10 xuống 5, 5 xuống 2, xuống 1 này kia ha. Dạ. Chút thuốc thì không bao giờ ai thích cả. Dạ. Và đó là chính chúng ta là hại sức khỏe chúng ta nữa. Dạ. À. Thôi, mà nhà gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Dạ. Ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè và ít nói. 21 tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi. Đúng rồi, còn quá nhỏ mà. 22, 23 tuổi là hết rụt rè hả? Ừ. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa mối tình nào hết? Dạ có hai mối tình. Trời ơi, hai mối rồi đó. Dạ. 21 mà có hai mối là cũng nhiều quá nha. Tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị. Ừ. Dạ. Giờ mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai của em cách đây một năm. Có cái mối tình nào mà nó có để lại có ấn tượng gì sâu sắc không cưng? Dạ có, là mối tình cách đây một năm đó chị. Ừ. Lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Thôi sớm vậy. Dạ tại vì bạn nam cũng lớn tuổi rồi đó chú. Lớn là lớn hơn con mấy tuổi? Dạ lớn hơn con 7 tuổi. À, thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả? Dạ. Nhưng mà tại sao lại chia tay con? Dạ tại vì tụi con quen xa á. Dạ bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ. Đâu có xa mấy đâu, Biên Hòa, Cần Thơ không xa mấy đâu. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Thôi, chết trời ơi trời, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Nhưng mà đối với em thì khoảng cách địa lý nó không thành vấn đề. Đúng rồi, chủ nhiệm đoàn phim mà nó muốn đi đâu đi à. Chủ nhiệm đoàn phim là sắp xếp nguyên một đoàn đi tới đâu ăn uống lo ăn ở rồi quay phim đủ thứ hết trơn á. Nó muốn xuống Cần Thơ là xuống đúng không? Dạ. Yên tâm, Biên Hòa này khác Biên Hòa kia nha. Bây giờ thì nhà trai mình có mấy mối tình rồi? Dạ em thì em trải qua hai mối tình, một bồng bột và một đậm sâu. Đậm sâu là mấy năm? À, thật ra thì nó cũng không lâu, nó chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều. Rồi sao chia tay? Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, à. Ở Trà Nóc. Ôi ôi, sao chị mà... Lan cười cho chị Lan. Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? À, thì cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Ừ. Em mở điện thoại em lên trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Và em ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Ừ. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Ừ. Bạn nó trả lời là chắc là không. Em cảm ơn, vậy thôi. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên võng em té xuống đất. Thì em ở chung với mẹ của em. Thì mẹ của em nghĩ là em bị cái gì đó. Mẹ em mới hô hoáng lên thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia. Khi mà em biết lại á, em nhận thức được mọi thứ xung quanh thì mọi người đứng xung quanh em, vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thật sự em chưa bao giờ em khóc như một con nít trước mặt. Nói tôi nổi ốc hết trơn nè. Thấy chưa? Thương quá à. Sốc tới mức mà khóc hu hu rớt từ trên võng rớt xuống. Coi như là chết lâm sàng luôn đó. Nhưng mà trước lúc đó là hai đứa em không cãi nhau, không có một cái gì. Như nãy em có chia sẻ là em rất cưng chiều bạn gái. À. Cưng phải gọi là cưng như một đứa con nít đó anh.
thì lúc nào là cũng sao cũng kinh kinh nghe đó, kiểu vậy thôi. Vậy là chuyện quay lại với người yêu cũ luôn luôn có thể xảy ra, phải không Ngọc Lan? Người ta nói tình cũ không rũ cũng tới. Đúng đó. Nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ bây giờ thì em sẵn sàng rồi, câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Ai cũng cảm xúc. Cho thấy rằng đàn ông yêu là yêu quyết liệt, yêu bằng cả trái tim, yêu cả cuộc đời của mình, yêu là chết trong lòng một ít. Đàn ông yếu đuối lắm, thấy thương lắm. Thôi bỏ qua, coi đúng như rồi, chuyện đó là chuyện chỉ là bỏ một qua. Ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó. Đúng rồi. Dạ. Nha. Dạ. Ừ. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Bây giờ mình muốn sao nè, nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ. Thì thôi. Dạ. Không cần gu đúng không? Dạ. Cần thương em thôi. Dạ. Không, nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Là một cô bé nhỏ người. Rồi sao nữa? Rồi gì nữa? Thích da ngăm hay da trắng? Da gì cũng được ạ. Thật ra như em đã chia sẻ là em không có gu. Cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ. Dạ. Miễn ta thương mình là được đúng không? Dạ. Với lại cả em nghe bạn đó làm make up, còn em thì làm phim thì nó cũng cũng hợp đó. Dạ dạ cũng đó, vô đó. Khéo đi rồi làm dạ. Phim luôn đúng không? Đúng dạ. Rồi, nhiều khi hai đứa có làm việc chung nhau rồi mà quên đó. Đúng rồi. Biết đâu làm chung á. Để coi anh qua anh coi coi nhà gái, cô gái Cần Thơ. Dạ mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à. Đúng rồi. Make up hả? Dạ. Khỏi còn make up. Quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Cái này làm diễn viên luôn á. Nha. Dạ. Bên kia chủ nhiệm đoàn phim kìa. Bây giờ mình muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào, nói cho coi coi ông Mai mà mối thấy giống bên kia không. Con thích một bạn nam là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Đó, bạn đó đúng luôn đó. Công việc đó là chắc chắn là vui vẻ, hòa đồng. Chủ nhiệm quản lý cả đoàn làm phim, cả đúng mấy rồi. Trăm con người luôn á. Còn điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi, dạ. Xong. Hút ngày 10 điếu. Thấy chưa? Rồi gì nữa? Lề mề. Không, chủ nhiệm là không có lề mề được. Chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á. Mệt luôn. Chủ nhiệm yên tâm là nó làm từng... coi như là nó làm việc coi như chăm chú từng giây từng phút luôn á. Rồi để chúc gặp nhau, còn chuyện thuốc men thì nó chúc gặp nhau ta sẽ nói. Đúng rồi, bây giờ mình hỏi người nhà đi. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Có mẹ hả? Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Em là mẹ của Minh Quyên. Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá. Lanh. Bé thì hiền lắm, bé Quyên nhà hiền, ít nói nhưng mà thương người, thích làm từ thiện. Còn để bạn trai thì để Quyên nó cảm nhận. Thích làm từ thiện bữa nào đi chú Quyền Linh. Ủa? Thích làm make up thì đi với nhà trai. Có yêu cầu gì bên nhà trai không? Giờ để Quyên quyết định đi tìm hiểu. Nhưng mà thấy, nếu... thấy nhà trai thì sao chị? Thấy được không? Thì em thấy lành quá à. Em cũng không biết, cũng cần người lành như để cho Quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó. Đúng mà bây giờ thì em thấy cha cũng dễ thương, thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy đó. Thì em thấy cũng được. Ai cưng? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ không, em đồng nghiệp ạ. À rồi, đồng nghiệp làm chủ nhiệm luôn hả? Làm phó chủ nhiệm hả cưng? Chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan, em là em gái của anh Vũ Bảo, là em đồng nghiệp, em là diễn viên tự do. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái cho anh. Em thấy nhà gái của chị như thế nào cưng? Dạ chị bên đây xinh lắm. Thấy nói hợp. Chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Anh không chịu là em chịu đó. Chịu đó. Thật ra là cảm ơn em gái. Cô gái bên kia rất là xinh luôn á Bảo. Yeah. Ở đây nói chút xíu để nhà gái yên tâm. Là với Bảo thì là một cái người rất là chững chạc luôn. Nãy giờ Linh chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là yêu hết mình luôn. Yêu là hết, yêu bằng cả trái tim của mình luôn đó. Ha? Và một cái con người rất là nhiều cái kỹ năng sống luôn. Cái kỹ năng mềm cũng có, kỹ năng cứng cũng có. Thành ra là đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Rồi, còn cái gì thì không biết. Hai người gặp nhau rồi mình sẽ biết nha. Nói chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào.
gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ. Dạ. Em tặng anh quyển sách mà rồi, em. Anh cảm ơn. Tựa gì vậy, đọc cái tựa coi. Dạ, khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á, là khi mình nói ra là mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á, thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Yeah. Quá dữ. Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào? Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói anh Linh. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi người thế nào, nói với nhau nghe đi. Anh trước ha, tại anh sẽ nói trước ha. Thì theo anh á, thì như quan điểm về tình yêu thì anh đã nói với em rồi. Không ai sinh ra là hợp nhau hoàn toàn cả, do mình thôi. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương, đừng nên giữ cái tôi ở trong tình yêu. Đương nhiên khi mà yêu nhau, mà khi mà hẹn hò á, thì cái tình yêu nó giống như là cái nồi lẩu Thái vậy đó em. Nó sẽ có chua, cay, mặn, ngọt thì cái nồi lẩu nó mới ngon được. Còn nếu nó ngọt không thì nó là nồi chè. Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Hẹn hò sao nè? Nếu như mà em, nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em có một mình em. Một mình em, vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bỏ bọc á, kiểu vậy. Còn ở bên ngoài thì như thế nào anh chưa biết, có thể đây là lần đầu gặp thì em hiền. Yeah. Thì có thể như vậy thôi. Thật ra anh thấy là Bảo, dạ, em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. Đó, mẹ rất là lo, bởi vì nãy mẹ nói là bạn Vũ hơi lanh quá ha, sợ có đôi khi mẹ nghĩ là sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia, vậy thôi. Dạ. Anh nghĩ như thế. Bây giờ em làm sao để chinh phục được á, là bạn gái tin em sẽ yêu bạn gái suốt cả cuộc đời giống như vừa mới vào em hứa ngay từ đầu đó. Bạn gái yên tâm thôi, em hẹn hò làm sao rồi tương lai sắp tới, thí dụ như em đến với cô gái này em sẽ làm gì ở Cần Thơ, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay thế nào đó, em thử vẽ ra một cái, dạ, một cái tương lai để cô ấy có thể tin vào bọn em. Thì đối với anh á, thì anh cũng có một cái dự định riêng cho mình, tại vì năm nay anh cũng sắp 30 rồi đó. Thì sau này anh sẽ cố định ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn, tại vì cái công việc của anh thì như nãy anh đã nói rồi, phải là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh mới làm việc được. Anh sang năm sau thì anh sẽ dự định là mua nhà và mở studio tại đây, cho thuê các thiết bị quay phim. Và song song đó thì anh cũng có làm một cái team phim làm truyền thông ở trên mạng của anh, của riêng anh nữa, chứ không làm cho đoàn. Thì nếu như mà bên cô với lại em không có gấp á, thì cho phép anh 3 năm nữa anh sẽ xin cưới. Anh muốn ở độ tuổi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Em không có nhu, em không có yêu cầu gì về anh hả? Em có nghe nói là anh có hút thuốc á, thì anh có thể bỏ thuốc được. Được, thật ra hồi xưa anh có bỏ thuốc, nhưng mà sau đó người đó bỏ anh cho nên anh lại hút thuốc. Thật ra thì anh đi quay anh cũng không có hút thuốc, tại vì có nhiều diễn viên người ta lại không thích mình hút thuốc.
mình hút thuốc cái người của mình nó hôi á. Và chắc chắn một điều là anh ở cạnh em cũng sẽ không hút thuốc. Bây giờ là công việc của Bảo thì thật sự ra là chị cũng làm cùng nghề, cho nên là chị cũng biết rất là rõ về thời gian. Dạ. Rất là khó để em có thể chủ động về mặt thời gian. Dạ. Thì hồi nãy giờ chị thấy là ông Mai ông hỏi rất là nhiều lần mà em chưa có đi vào trong vấn đề là hai bạn hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào với cái thời gian đó của em. Dạ thì em cái bộ não và trái tim của em nó riêng biệt. Tình yêu là nó dành cho trái tim. Thì lúc nào khi đi quay về thời gian đó sẽ dành cho bạn gái và không có rep tin nhắn công việc, không có làm gì liên quan đến công việc cả. Còn một tháng thì em có thể em đi gặp 1, 2, 3 hoặc 4 lần. Có khi rất nhiều lần cũng được, vì đối với em khoảng cách địa lý nó không có thành vấn đề vậy là. Thật ra giờ Sài Gòn Cần Thơ cũng không phải xa lắm đâu. Dạ. Đường cao tốc cũng đã xong rồi. Tới cuối năm nay thì cao tốc Cần Thơ cũng đã xong. Thật ra từ đây chạy chứ chưa tới 2 tiếng đồng hồ, rất là nhanh. Dự tính tương lai của em là chị thấy nó đang hơi trật với lại cái đó. Hoàn cảnh của bên này á. Dạ. Nên là hai bạn cần phải trao đổi cái này nhiều để chúng ta không bị mất thời gian của nhau á. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ. Đó. Hay mời luôn hai mẹ con đóng phim luôn. Làm sản xuất phim luôn. Anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. Tức là giờ em muốn làm sao? Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ, ở tại quê nhà, ở gần mẹ, hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Đó, rất rõ ràng. Thật ra thì chỉ có con một mà. Dạ, đúng không? Rồi. Với lại thế này nè, mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi, bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh có thể xa con gái, nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. Trên thị trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thị trường làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh cũng thị trường rất là lớn. Nếu như có khả năng phát triển thì chúng ta vẫn có thể thử thành phố Hồ Chí Minh thế nào, đúng không? Chứ không phải, thật ra bây giờ thành phố Cần Thơ á là một thành phố đó đang phát triển, nhưng nếu chúng ta tạo thương hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh xong, chúng ta quay ngược về thành phố Cần Thơ, giống như lên đây bạn này sẽ biết cách để tạo nên một cái thương hiệu cho bạn gái của mình. Ví dụ như một cái cửa hàng nào đó, một cái thương hiệu nào đó mà cả nước đều biết, sau đó mình quay ngược về Cần Thơ lấy thương hiệu đó phát triển thì số 1 luôn. Bởi vì hai đứa còn quá trẻ, rất trẻ để có thể làm tất cả những điều đó. Cái này là chú Linh phân tích thôi, rồi con cảm nhận thế nào thôi ha. Yeah. Rồi, ok. Bây giờ vấn đề là có yêu, có khoái chảy nước miếng cô gái này không? Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này. Dạ. Bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Yeah. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ em đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em, thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu. Em nha. Yeah. Rồi. Hai bạn này... bởi vì bạn nữ chưa có một cái kinh nghiệm và cũng ít nói nên cũng rất là khó. Quan trọng là bạn ấy ngắm nhìn, nghe và đưa đến quyết định thôi. Bên tay trái kìa, Bảo. Dạ. Rồi. Nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ ít nói nhưng bạn thì nữ đang lắng nghe đó. Quyết định thuộc về bạn nữ. Còn bên nam mình thích, mình thấy cảm giác chín mùi mình cứ bấm, không đợi gì cả nha. Còn bạn nữ suy nghĩ cho kỹ, đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không? Bấm hay không là quyền của bạn nha. Nếu chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không thì
chúng ta nhường nước bóng đó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bóng. Dạ. Không sao cả. Cảm ơn em. Em có thể nói lý do tại sao mình không bóng? Dạ, anh thì con thấy cũng tốt, nhưng mà con có thấy không phù hợp với mình. Đó. Dạ. Còn cảm giác của Bảo thế nào? Thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ. Thật ra thì bạn nữ là con gái một, và ở Cần Thơ thì em cảm thấy công việc của em nó rất là khó khăn. Nhưng mà không sao, anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp. Có cơ hội anh sẽ về Cần Thơ và anh sẽ gặp em thì có gì đó anh em mình lại công tác chung một shop nào đó thì sao? Yeah. Đúng không? Yeah. Biết đâu được. Biết đâu được. À ha. Rồi. À, nói tóm lại là nãy giờ là mình đoán vẫn là bạn gái rất muốn ở Cần Thơ, và tại vì mình luôn luôn hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và cái đó cũng đúng thôi. Biết đâu em có sự nghiệp, em sẽ đến Cần Thơ rồi anh thành lập hãng phim, rồi anh thành lập công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ nào đó, rồi chúng ta lại gặp nhau thì sao? Ở đây người ta còn trẻ lắm, em cứ lập nghiệp đi, xong sự nghiệp rồi mình quay lại, mình quay về Cần Thơ mình cua sao? Không có muộn màng gì hết trơn trời á. Coi như đây là cơ hội để người ta biết nhau và có dấu ấn về nhau. Rồi còn giờ bước xuống dưới thì có tới hai cô gái makeup ngồi dưới chờ em. Một cô Kiều Lệ Tâm, một cô Thúy An. Dạ. Anh có bạn Kiều Lệ Tâm cũng đẹp lắm. Đó, đẹp lắm, đẹp gái. Đoan trang.